Xin kính chào quý anh chị các bạn quay trở lại trung tâm xe đã qua sử dụng. Thì bên em nay có một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu tự động 2020. Xe mang biển tỉnh, ngoại thất màu đen, nội thất màu lâu, số tự động, máy dầu anh em nhé. Chạy có 6 vạn thôi. Xe này xe gia đình sử dụng thì rất giữ gìn anh em nhé. Và cam kết luôn cho anh em xe không lỗi lầm tai nạn đâm đụng ngập nước, bao chính hãng kiểm tra xe mọi nơi test thoải mái anh em nhé. Đấy, cam lùi, cảm biến sau, hàng ghế thứ ba đây anh em ạ, dụng cụ kích lốp đầy đủ. Về những chi tiết như là ốc phần phía sau này thì không có dấu hiệu bị cạnh mở hay là bị tai nạn anh em nhé. Động cơ 2.4 thì là mức tiêu hao nguyên liệu ở mức 8.3, 10.9 và 6.9 anh em nhé. Đó, dàn lốp vẫn theo xe luôn anh em ạ. Đây anh em này, dàn lốp rất dày luôn anh em nhé. Đó, 2019 này, tuần thứ 43 này. Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Cảm ơn anh em theo dõi, ủng hộ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em.